nhật báo 24 giờ. Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới hấp dẫn nhất được kênh nhật báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin thể thao mới nhất 24 giờ hôm nay. Tuyển Việt Nam lại đón thêm tin vui trước đại chiến với Nhật Bản. Nhật Bản tiếp tục thiệt quân trước trận gặp Việt Nam. Trước trận tứ kết với Việt Nam, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục phải nhận tin không vui về tình hình lực lượng. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản chuẩn bị bước vào trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng ở vòng tứ kết ASEAN Cup 2019. Với tư cách là đội bóng Đông Nam Á duy nhất còn lại trong số 8 đội mạnh nhất châu Á, Việt Nam rất muốn tiếp tục tạo nên một cơn chấn động. Trong khi đó, với vị thế của một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc vô địch, mục tiêu của Nhật Bản chắc chắn không có gì ngoài chiến thắng. Thế nhưng, mục tiêu đó của thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu đang gặp phải khó khăn không nhỏ, đặc biệt là những thông tin không vui liên tiếp về tình hình lực lượng. Trong buổi tập mới nhất vào ngày 22 tháng 1, hậu vệ Hiroki Sakai đã dính phải một chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thể ra sân ở trận tứ kết sắp tới với Việt Nam. Sự thiếu vắng Sakai sẽ là tổn thất không nhỏ khi anh đang có phong độ ổn định và là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Moriyasu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ở mùa giải này trong bào áo Brazil, Sakai cũng được thi đấu thường xuyên, 17 lần ra sân và ghi được 3 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. Chấn thương của Sakai đã là ca chấn thương thứ hai mà Nhật Bản phải đón nhận trong ít ngày gần đây. Trước đó, tiền vệ Toshihiro Ayaba đã phải chia tay đội tuyển quốc gia để trở về Nhật điều trị chấn thương. Ngoài ra, huấn luyện viên Moriyasu cũng không thể có được sự phục vụ của một nhân tố cực kỳ quan trọng là chân sút Yoshinori Muto khi anh bị treo giò vì đã nhận đủ hai thẻ vàng. Ở một diễn biến khác, đội tuyển Việt Nam cũng có hai cầu thủ đang gặp những vấn đề nhỏ về tình hình sức khỏe là Quang Hải và Trọng Hoàng. Quang Hải đã bị đau dẻ ở vùng bắp đùi sau trận đấu với Jordan, còn Trọng Hoàng dường như vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương dây chằng mà anh gặp phải từ AFF Cup 2018. Cả hai đều đang nhận được sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế. Cổ động viên Đông Nam Á hết mình cổ vũ Việt Nam thắng Nhật Bản Trước trận tứ kết ASEAN Cup 2019 với Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đang khiến tất cả phải ngỡ ngàng với phong độ tuyệt vời của mình tại ASEAN Cup 2019. Sau khi hồi hộp vượt qua vòng bảng với tấm vé cuối cùng dành cho đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh bại một ứng cử viên cho chiếc vô địch là Jordan, một cách đầy bản lĩnh sau loạt penalty cân não. Việt Nam chính là đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết. Chính vì lý do này mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ, không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà còn từ các cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên đã gửi đến đội tuyển Việt Nam những lời động viên và lời chúc may mắn. Một cổ động viên có tên Muhammad Amiruddin chia sẻ, Tôi là người Malaysia và tôi sẽ luôn cổ vũ Việt Nam ở ASEAN Cup. Trước đây Thái Lan là đội bóng số 1 Đông Nam Á, nhưng hiện tại danh hiệu ấy thuộc về Việt Nam. Sự xuất sắc của Việt Nam cũng cho thấy rằng Malaysia của tôi chỉ chịu thua đội bóng xuất sắc nhất. Trong khi đó, một cổ động viên khác có tên Varen Sananoi thừa nhận, với phong độ hiện tại, quả thực Việt Nam chính là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Chúc mừng Việt Nam vì đã vào đến tứ kết và hãy cố gắng để tiếp tục tiến sâu tại ASEAN Cup 2019. Các bạn đang đại diện cho cả Đông Nam Á. Một cổ động viên cũng đến từ Malaysia có tên Fami Emdino lại cho biết Việt Nam nên tiếp tục hướng đến những mục tiêu xa hơn. Quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển quốc gia của họ quả thực là tuyệt vời. Họ đã là một trong 8 đội mạnh nhất châu Á và họ hoàn toàn xứng đáng với thành tích đó. Những sự đầu tư dài hạn vào bóng đá trẻ của Việt Nam cuối cùng cũng đã mang lại kết quả. Đó chính là con đường duy nhất để dẫn đến thành công trong thể thao. Hy vọng Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ trước Nhật Bản. Thế hệ cầu thủ hiện tại của Việt Nam xứng đáng được dự Olympic 2020. Với việc phải đối mặt với ứng cử viên vô địch Nhật Bản ở tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng trước một thử thách thực sự. Mặt khác, đây cũng chính là cơ hội để kiểm chứng liệu trình độ của bóng đá Việt Nam đang ở mức nào so với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Hy vọng với một tinh thần thoải mái, Quang Hải và các đồng đội sẽ có một màn trình diễn tốt trước đội bóng xứ mặt trời mọc. Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 1 tới. Việt Nam là đội bóng duy nhất đảo lộn trật tự luật chơi tại ASEAN Cup. Chỉ duy nhất cặp đấu Việt Nam Jordan đã diễn ra theo xu thế hoàn toàn khác so với trật tự cửa trên tiễn cửa dưới ở vòng 1-8. Jordan đã trở thành đội đầu bảng duy nhất không góp mặt tại tứ kết. Việt Nam trở thành đội duy nhất xếp thứ ba vòng bảng vượt tiếp vòng 1-8. Thưa quý vị, vòng 18 ASEAN Cup 2019 đã chính thức khép lại sau trận Qatar hạ Iraq 1-0. Vào lúc này đã xác định xong 8 cái tên góp mặt tại tứ kết, xếp theo thứ tự thời gian lọt vào tứ kết: Việt Nam, Trung Quốc, Iran, Nhật Bản, Úc, UAE, Hàn Quốc và Qatar. Lướt qua có thể thấy trong danh sách này có 5 đội xếp đầu bảng, 2 đội gì bảng và 1 đội xếp thứ ba vòng bảng. Việt Nam không chỉ là đội duy nhất lọt vào vòng tứ kết, dù chỉ xếp thứ ba vòng bảng, ba đội xếp thứ ba khác là Oman, Kyrgyzstan và Bahrain đều lần lượt bị loại, mà còn là đội duy nhất thay đổi trực tự luật chơi tại vòng 1/8. Như đã biết, đây là lần đầu tiên ASEAN Cup tổ chức vòng chung khảo 24 đội chia làm 6 bảng, chọn 16 đội đi tiếp. Luật chơi ưu ái rất lớn cho các đội đầu bảng, khi 4 trên 6 đội đầu bảng gặp 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, hai đội đầu bảng còn lại kém may mắn sẽ gặp hai đội xếp nhị bảng và bốn đội nhị bảng còn lại chia nhau ra hai cặp đấu. Chúng ta hãy thử điểm lại số phận của các đội đầu bảng. Chủ nhà UAE, Nhất Bản A, dù gặp vất vả nhưng cuối cùng cũng vượt qua Kyrgyzstan 3-2 sau 120 phút thi đấu. Hàn Quốc, Nhất Bản C, dù gặp chút khó khăn nhưng vẫn đủ sức loại Bahrain sau 120 phút thi đấu. Đội nhất bảng D Iran chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi dễ dàng hạ Oman 2-0. Đội nhất bảng E là Qatar, dù phải gặp đội gì bảng thuộc loại mạnh nhất là Iraq nhưng vẫn chứng tỏ sự lớn lướt để giành chiến thắng 1-0. Đội nhất Bản F là Nhật Bản cũng phải gặp đối thủ hàng đầu châu lục là Ả Rập Xê Út nhưng đã giành chiến thắng 1-0 với sự thực dụng. Ngay cả trong hai trận đấu của các đội gì bảng thì đội cửa trên ít nhất là theo nhận định từ nhà cái vẫn đè đội cửa dưới đương kim vô địch Úc đã vượt qua Uzbekistan trong loạt luân lưu sau khi hai đội hòa không bàn thắng trong 120 phút. Trung Quốc cũng vượt qua đối thủ được đánh giá thấp hơn là Thái Lan với cú lội ngược dòng 2-1. Chỉ duy nhất cặp đấu Việt Nam và Jordan đã diễn ra theo xu thế hoàn toàn khác so với trật tự cửa trên tiễn cửa dưới ở vòng 1-8. Jordan đã trở thành đội đầu bảng duy nhất không góp mặt tại tứ kết. Việt Nam trở thành đội duy nhất xếp thứ ba vòng bảng vượt tiếp vòng 1-8. Điều đáng khích lệ là trong trận đấu ngược chiều xu thế này thì chính Việt Nam mới là đội chơi hay hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nên giành vé đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta đảo ngược trật tự luật chơi một cách đầy thuyết phục. Với chiến thắng tuyệt vời trước Jordan, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có những bước thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào tứ kết Asian Cup năm 2019 sau khi chúng ta đánh bại đối thủ Jordan sau loạt sút penalty cân não. Đây là một trận đấu thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ cũng như là tài cầm quân xuất sắc của huấn luyện viên trưởng Bắc Hang Seo. Là đội bị đánh giá yếu hơn, lại bị dẫn trước sau hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự bản lĩnh vững vàng và niềm cảnh hứng chơi bóng để liên tục tấn công và tìm được bàn gỡ hòa sự lạnh lùng tiếp tục được các học trò của huấn luyện viên park hang seo thể hiện trong loạt sốt lung lưu và pha cản phá của đặng văn lâm cùng cú đá quyết định của bùi tiến dũng đã mang về tấm vé vào tứ kết giải đấu lớn nhất châu á cho đội tuyển việt nam chiến thắng này không những đưa việt nam góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội xuất sắc nhất mà còn giúp thứ hạng của đội tuyển việt nam trên bảng xếp hạng fifa có bước thăng tiến đáng kể đánh bại Sóc đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 9,4 điểm và đã chính thức vươn lên hạng 99 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.238 điểm, vượt qua Palestine với 1.236 điểm. Ở bảng xếp hạng dành cho các đội bóng châu Á, Việt Nam cũng vượt qua chính Palestine để vươn lên vị trí thứ 16. Còn ở khu vực Đông Nam Á, đoàn quân của huấn luyện viên Bắc Hang Seo vẫn vững vàng với vị trí số 1. Còn nhớ sau hai trận thua trước Iran vậy rắc, ở phần bảng, Việt Nam từng bị tuột xuống còn vị trí 107 thế giới. Tuy nhiên với chiến thắng trước Gia Minh và mới nhất là Sơn Đình, thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo đã trở lại với đà thăng tiến ấn tượng. Trong diễn biến khác, đội tuyển Thái Lan với việc để thua Trung Quốc và bị loại khỏi Asian Cup năm 2019 chắc chắn sẽ bị tuột hạng trên bảng xếp hạng của FIFA. Ở vòng tứ kết sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Hy vọng với tâm lý thoải mái, huấn luyện viên Bắc Hang Seo và các cầu thủ sẽ tiếp tục tạo ra những điều bất ngờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.